Trung tâm Lincoln ở New York đổi tên phòng hòa nhạc thành David Geffen, tin từ New York City. Các giới chức cho biết là vào hôm thứ Tư vừa qua, Trung tâm Nghệ thuật Trình diễn Lincoln ở New York đã đổi tên hội trường Avery Fisher theo tên của nhà tài phiệt âm nhạc David Geffen, người đã tặng 100 triệu Mỹ Kim để trùng tu hội trường này. Trung tâm Lincoln cho biết là việc trùng tu phòng hòa nhạc cũng là trụ sở của dàn nhạc giao hưởng New York dự trù sẽ bắt đầu vào năm 2019 với chi phí là khoảng 500 triệu Mỹ Kim. Phòng hòa nhạc sẽ được đặt tên là David Geffen Hall trong tháng 9 vào đầu mùa nhạc giao hưởng 2015 đến năm 2016. Ông Geffen, 72 tuổi, đã thành lập các phòng thu âm Elysium Records và Geffen Records và là một nhà sản xuất âm nhạc đã giúp xây dựng sự nghiệp của các nghệ sĩ như băng nhạc Eagles, Joni Mitchell, Linda Ronstadt và Aerosmith. Ông cũng là một nhà đồng sáng lập công ty điện ảnh DreamWorks SKG Incorporation vào năm 1994. Ông đã tặng 200 triệu Mỹ Kim trong năm 2002 cho trường y khoa UCLA, giờ đây được đặt tên là trường y khoa David Geffen.